Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh subscribe like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Có một thông tin khá bất ngờ mà tôi mới vừa nhận được, đó chính là việc bà Nguyễn Phương Hằng đã vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định số 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, ngụ tại phường Bến Nghé, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định này, thì ngày 4 tháng 3 năm 2021, tại địa chỉ số 6 Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Phương Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong video ngắn. Video này có tựa đề Bà Nguyễn tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình nhiều năm nay đăng trên tài khoản YouTube qua lệ Sài Gòn. Trong video clip này đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín Quỹ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và danh dự uy tín của Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Vi phạm tại điểm D khoảng 1 điều 5 Nghị định số 72 năm 2013 nđ ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và truyền thông trên mạng. Vi phạm tại điểm G khoảng 3, điều 102, Nghị định số 15 năm 2020, NDCB, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hình thức xử phạt là hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Phương Hằng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Phương Hằng còn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật. Được biết, phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội YouTube. Trong clip, bà Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên trước đây đi chữa bệnh nhưng Hà Tĩnh đã rút giấy phép của ông khi về Bình Thuận chữa bệnh thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận trả lời rằng căn cứ vào giấy phép của Hà Tĩnh cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động nơi chùa đó. Vân vân và Bình Thuận không bao che cho ông vân vân là không có căn cứ, thiếu chính xác, sai sự thật. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã chuyển các căn cứ, hồ sơ, sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là nơi bà Hằng thường trú để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đồng thời yêu cầu bà Hằng phải xin lỗi đến chính lại nội dung trong clip. Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Hằng đến làm việc. Bà Hằng không cung cấp được chứng cứ có liên quan đến việc cho rằng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận. Và tiếp theo đó chính là việc tỉnh Bình Thuận nói gì về việc bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết trước mắt thống nhất với quyết định xử phạt của Sở Truyền thông Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh sẽ có ý kiến nếu có những tình tiết phát sinh mới trong vụ việc này. Tối ngày 16 tháng 4, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã nhận được báo cáo về việc Sở Truyền thông Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng do phát ngôn sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch của tỉnh này. Trả lời báo chí về việc tỉnh có yêu cầu gì sau quyết định xử phạt này hay không, ông Hòa cho biết, trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thống nhất với quyết định xử phạt của Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ có ý kiến nếu có những tình tiết phát sinh mới trong vụ việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết. Như đã thông tin ngày 16 tháng 4, nguồn thông tin của báo chí cho biết, thanh tra Sở Truyền thông và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, vợ của ông Dũng Lò Voi, ngụ tại phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sở phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Hằng. Theo quyết định xử phạt, ngày 4 tháng 3 tại phường Võ Thị 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong clip bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm và clip này được đăng trên tài khoản YouTube Hoa Lệ Sài Gòn. Nội dung clip đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm đến danh dự uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, vi phạm tại điểm D khoảng 1 điều 5 Nghị định số 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng Internet và thông tin trên mạng. Quyết định xử phạt yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải chấp hành nghiêm chỉnh nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Phương Hằng không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Bà Hằng cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định xử phạt. Được biết trước đó, sau khi phát hiện bà Hằng phát ngôn trên clip có nội dung ông Võ Hoàng Yên trước đây đi chữa bệnh nhưng Hà Tĩnh đã rút giấy phép của ông, khi về Bình Thuận chữa bệnh thì chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trả lời rằng căn cứ vào giấy phép của tỉnh Hà Tĩnh, cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động tại nơi chùa đó, vân vân. Bình Thuận bao che cho ông Yên, vân vân. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã làm việc với Sở Y tế tỉnh này. Sau khi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Yên đúng pháp luật, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh này đã đề nghị Sở Truyền thông tin, Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt do bà Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng theo nguồn tin của báo chí cho biết, sau khi nhận được đề nghị của Sở Truyền thông và Thông tin tỉnh Bình Thuận. Ngày 2 tháng 4, thanh tra Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc. Bà Hằng đã chấp hành đến làm việc và cùng đi với luật sư. Sau đó, đến ngày 8 tháng 4, chánh thanh tra Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt bà Hằng. Như vậy là thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã bị phạt là chính xác. Bà Hằng bị xử phạt vì trong lúc đang tức giận vì ông Võ Hoàng Yên lừa đảo mà phát hiện ra trong khoảng thời gian đó ông yên đã được khám chữa bệnh tại bình thuận tuy nhiên nếu nhìn rõ ra thì trong trường hợp này quỹ ban nhân dân tỉnh bình thuận cũng có thể là người bị hại bởi vì có thể quỹ ban nhân dân tỉnh bình thuận không biết được hoặc vì một lý do nào đó mới để cho ông võ hoàng yên chữa bệnh tại nơi đây hoặc do một số cán bộ đã không thực hiện đúng đắn đúng quy định của pháp luật để xảy ra sai phạm như thế này chứ không phải là chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ động bao che cho ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên. Và vì quá bức xúc, bà Hằng đã phát biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên và khi được mời lên làm việc thì bà Hằng không chứng minh được hành vi bao che này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với ông Võ Hoàng Yên. Nghĩa là bà Hằng đã nói sai sự thật về việc này hoặc có thể bà Hằng nói đúng nhưng không chứng minh được thì nó rơi vào hoàn cảnh éo le, dở khóc, dở cười là nói không đúng. Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì bà Hằng phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, trước pháp luật. Và bây giờ bà Hằng phải chịu nộp phạt do thông tin sai sự thật. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4, số 10, quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ điều số 57, 68 Luật xử lý vi phạm hành chính, căn cứ Nghị định số 15 năm 2020, căn cứ quyết định số 2856 quyết định Ủy ban nhân dân ngày 7 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông theo biên bản vi phạm hành chính số 10, biên bản vi phạm hành chính ngày 2 tháng 4 năm 2021 của thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, tôi Nguyễn Đức Thọ, chức vụ Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông quyết định điều 1, xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân sau đây: một bà Nguyễn Phương Hằng, giới tính là nữ, ngày tháng năm sinh 3 chấm, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp là kinh doanh, căn cước công dân số 3 chấm, được cấp vào ngày 26 tháng 9 năm 2018 nơi ở hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và như vậy là nội dung của quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng đã rõ. Tuy nhiên thì luật sư Vlog cũng chỉ tìm được trên mạng một cái quyết định bên cái trang thứ nhất thôi, còn trang thứ hai luật sư Vlog không tìm được. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh Subscribe Like và Share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi